Xin chào các bạn, trên tay mình đang là chiếc đèn có tên là VL196 đến từ nhà sản xuất Vizim. Và chiếc đèn này có điều đặc biệt đó chính là nó là loại đèn RGB. Đây là loại đèn mà đang được các YouTuber hoặc là các bạn TikToker săn đón rất là nhiều. Bởi vì với những chiếc đèn RGB như thế này thì nó sẽ mang lại cho video của bạn có những màu sắc vô cùng thú vị. Ok, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chiếc đèn VL196 này nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng xem thử bộ sản phẩm này nó sẽ bao gồm những gì nhá. Một chiếc hộp được đóng rất là cẩn thận nhỉ, đúng không ạ? Một thân đèn, sách hướng dẫn này. Tiếp đến chúng ta sẽ có thêm một hộp nhỏ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng xem thử hộp nhỏ này là đựng cái gì. Ở đây là loại đèn mới cho nên là bây giờ mình cũng mới được bóc hộp và trải nghiệm thử chiếc đèn này. Ok, trong hộp này chúng ta sẽ có khá nhiều đồ phụ kiện khác nhau. Một đầu gá gài chân đèn. Đó, các bạn có thể nhìn thấy này. Tiếp đến chúng ta sẽ có đây là một cái tấm filter này. Với tấm filter này để giúp cho ánh sáng qua đây nó được mềm hơn và nó được trắng đều hơn. Chúng ta sẽ lắp như thế này. Và ngoài ra thì các bạn sẽ có thêm một phần lưới tổ ong. Đó. Đèn LED mà sẽ có sẵn phần tản sáng lưới tổ ong như thế này thì là một chiếc đèn vô cùng đặc biệt. Chúng ta sẽ có thêm đó là dây sạc cổng Type-C. Sạc này thì là sạc 3.0 thì phải, đó, loại sạc nhanh nhá. Rồi, hết rồi. Chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết hơn về phần thân đèn này để các bạn có thể thấy rõ được. Tản sáng này, lưới tổ ong này, dây sạc này. Và đây là nhân vật chính, đó chính là phần thân đèn. Như cái tên gọi của nó, đó là đèn VL196 thì ở trong chiếc đèn của chúng ta sẽ có tổng cộng là 196 bóng đèn tất cả. Và với mỗi bóng đèn LED thì nó có tuổi thọ lên tới là 50.000 giờ. Cho nên là việc chúng ta sử dụng đèn này nó có tuổi thọ trung bình nó khá cao. Về kích thước của sản phẩm này, đầu tiên là về phần chiều rộng trước, nó rơi vào khoảng tầm 7cm. Và chiều dài của nó thì là tầm 14cm. Nó là hình chữ nhật như các bạn có thể nhìn thấy. Và khối lượng của nó sẽ tương đương với một chiếc điện thoại smartphone của chúng ta thôi. Khoảng tầm 250g thì phải. Đó. Và với khối lượng này thì chúng ta có thể gài được lên trên chân đèn này. Các bạn có thể cầm tay hoặc là gài lên những chiếc máy ảnh, cái máy quay phim của chúng ta thông qua cái đầu nối như thế này. Đó. Đây các bạn có thể thấy được. Và đây thì chúng ta sẽ có một phần đế hot shoe để các bạn có thể gài lên phần hot shoe của máy ảnh. Hoặc là đầu ốc 1/4 inch ở đây để giúp chúng ta có thể gài lên những chiếc chân đèn. Nó vô cùng thuận tiện. Hoặc là nếu không thì chúng ta cũng có thể cầm tay như thế này. Đó. Rồi, ok. Và cái phần bề mặt phía sau của nó thì sẽ có một màn hình OLED nhỏ để hiển thị một số những thông số này. Ở đây thì chúng ta sẽ có một dải thông số hiển thị nhiệt độ K. Đó là nhiệt độ màu sắc để các bạn có thể muốn màu sắc như thế nào thì chúng ta sẽ lựa chọn cái thông số ở trên màn hình hiển thị sao cho nó phù hợp và chúng ta có thể chọn được màu mà các bạn muốn thôi. Ok, và phần bên phía hông của đèn thì ở đây thì chắc chắn là nút bật tắt này. Đó, các bạn giữ liền khoảng tầm 5 giây nhá. Nên nhớ là 5 giây rồi chúng ta sẽ bật được đèn. Phần màn hình OLED ở đây thì sẽ hiển thị một số những thông số như sau. Đầu tiên đó là phần dung lượng pin. Ở đây thì nó sẽ chia theo vạch nhá. Các bạn xem nó còn bao nhiêu vạch. Dưới một vạch thì chúng ta sẽ nên sạc pin cho đèn. Đó. Ở đây đang là ở chế độ RGB. Và công suất của nó đang là 100%. Nếu mà chúng ta muốn chỉnh công suất nó xuống này. Đây, ok, mình sẽ chỉnh thông số. Ở đây chúng ta sẽ có hai núm xoay này, một núm xoay ở dưới cùng đó là chỉnh cường độ ánh sáng. Đó, cũng như là công suất đấy. Thế các bạn để càng cái phần công suất này nó càng thấp thì ánh sáng của nó và thời gian dùng pin nó sẽ càng được lâu. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một núm xoay ở bên trên này. Thì với núm xoay này sẽ giúp cho chúng ta có thể điều chỉnh được thông số RGB ở đây. Nó sẽ có giải từ 0 độ cho tới 360 độ thì nó tương ứng với một số những cái màu sắc khác nhau. Thì các bạn có thể lựa chọn những cái màu phù hợp và nó chuyển từ màu đỏ đây. Đó, màu cam thì phải, nó sang tới màu đỏ thẫm. Thì mình sẽ test thử ánh sáng này cho các bạn có thể thấy được nha. Rồi, ok, đây là mức công suất, đây là mức RGB thấp nhất này. Nó là màu 0 độ. Đó, là màu đỏ này. Rồi mình sẽ chuyển tăng dần lên nhá. Đó, các bạn có thể thấy được nó thay đổi màu sắc khi mà phần độ ở đây nó tăng lên. Đến mức tối đa là 360 độ. Ok, nó đã nhảy về không rồi.
Đó, đó là giải nhiệt độ màu của chiếc đèn Vizim VL196 này. Để các bạn có thể thấy được, đây là cái phần tản sáng. Một số đèn nó không có cái phần tản sáng này đâu. Nhưng mà với con VL169 này, nó đã có thêm. Chính vì thế, cái tản sáng này nó sẽ giúp cho luồng ánh sáng được qua đèn nó mềm hơn, nó dịu hơn. Khi chúng ta đánh vào mặt thì nó sẽ đỡ bị chói mắt của mẫu. Đó, mình sẽ lắp thử và để các bạn có thể thấy được nha. Các bạn có thể lồng cái phần lưới tổ ong này vào cũng được nhá. Khi có phần lưới tổ ong này thì ánh sáng xuyên qua nó được thẳng, nó được đều hơn, nó sẽ không bị tỏa ra các hướng khác nhau. Đó là điểm nổi bật của sóc bóc tổ ong, nó là như vậy. Thao tác vô cùng đơn giản phải không nào? Và chúng ta đã có thể lắp được cái phần tản sáng này cho chiếc đèn VL196. Bây giờ mình muốn giới thiệu đến cho các bạn cách chuyển. Chúng ta có thể chuyển từ chế độ RGB này sang chế độ ánh sáng trắng. Đây ví dụ như là ánh sáng vàng hoặc là ánh sáng trắng này. Đó. Đây. Ở chiếc đèn này còn rất là nhiều điều thú vị để các bạn có thể tìm hiểu. Đó chính là nếu như các bạn muốn chuyển chế độ RGB thì chúng ta sẽ ấn vào cái nút nguồn của chúng ta ấy, ấn một lần. Đó, nhấp nhẹ thôi. Đó. Rồi ok. Chúng ta sẽ chuyển từ màu trắng này sang màu vàng. Thì màu vàng của nó thì có độ K là 2005. Và màu trắng tối đa của chiếc đèn này nó có thể lên tới là, đây mình sẽ chạy thử để các bạn có thấy được, lên tới 9000 nha, 9000 độ K. Nó ánh sáng là hơi xanh xanh. Đó, tùy thuộc vào nhu cầu của chúng ta thì chúng ta có thể lựa chọn cái phần nhiệt độ K sao cho nó phù hợp. Rồi, cũng ở dưới này thì nó là nút chỉnh cường độ ánh sáng của đèn. Rồi, tiếp đến thì sẽ là một số những kiểu nhạy đèn, kiểu nhạy sáng của đèn. Đây, đó, các bạn có nhìn thấy này, nó có rất là nhiều kiểu nhạy sáng khác nhau. Ở đây thì có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, tối đa là 12 kiểu nhạy sáng khác nhau. Đó, thì các bạn cũng có thể sử dụng những cái chế độ nhạy sáng này vào trong những video của chúng ta. Đó, và vừa rồi mình đã giới thiệu sơ qua cho các bạn về chiếc đèn VL196 cũng như là cách sử dụng và cách chế độ khác nhau của chiếc đèn VL196 của nhà sản xuất Vizim này. Và để biết thêm thông tin chi tiết cũng như đặt mua sản phẩm này thì các bạn vui lòng click vào đường link phía bên dưới clip hoặc gọi điện trực tiếp tới số hotline bán hàng của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Theo dõi nhiều hơn các clip bằng cách nhấn nút subscribe bên dưới các bạn nhé.